Đúng chỗ chứ nhỉ? Hình như đúng rồi. Nanny, đáng sợ quá. Phải rồi, mình có nên vào trong? Tớ sẽ mở cửa. Xóa rồi. Bực mình thật đấy. Làm gì bây giờ? Để tớ nghĩ xem. Đúng rồi, quay người lại đi. Ok. Tớ cần vẽ hình bàn tay của tớ. Nhột quá đi. Nhưng ý đó hay nha. Tớ cũng sẽ vẽ. Đừng chuyển động, tớ sắp xong rồi. Trông ok là đấy. Đó, hoàn thành rồi. Không được xuất sắc lắm. Tranh này không thể được treo trong phòng triển lãm nào hết. Không, thế này chẳng ăn thua gì. Tranh của tớ đây. Tớ mới vẽ vội thôi đấy. Wow, nhìn y như thật. Cậu có nhìn thấy không? Nó đi đâu vậy? Này, giúp tụi này với. Chúng tớ cần vào bên trong. Cậu còn chần chừ gì nữa? Đúng vậy. Cửa khóa rồi. Lemon. Được rồi kìa. Cánh cửa đang mở ra. Đi thôi. Không biết bên trong trông thế nào nhỉ? Chúng mình sắp biết rồi đấy. Chán như con rán. Mình biết cách đánh thức cô rồi. Hát karaoke thì sao nhỉ? Ôi không, gì cũng được trừ hát. Cha la 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 la. Không, hát như bỏ giống. Ashley dừng lại. Thật dở quá. Đinh cả tai rồi. Ashley, tớ thấy không ổn chút nào. Cậu nên bỏ cái mic xuống thì hơn. Xin cậu đấy. Yeah. Hả? Cô vẫn ngủ sao? Không mẹ ơi, con không muốn đến trường đâu. Cô không thích nghe hát rồi. La la. Ai nói cậu ấy hát hay chứ? À, không xin nghe. Cứng đấy. Tiếp tục. La 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 la. Này, ngồi xuống. Mình phải làm gì đó mới được. Đợi tớ một chút. Ôi yeah. Chụp tế bư. Bư bư bư. Vẫn chưa chịu dừng. Sao con phải chịu cảnh này hả trời? Làm ơn dừng lại đi. Không thể chịu nổi nữa. Không đỡ nổi luôn ấy. Hát xong thì bảo tôi nhé. Vui là con gái ha. Thôi đi. Này, im dùm má ơi. Mà chờ một chút, mình có một lý tưởng. Mình sẽ thử mọi cách. Mình cần cuộn giấy vệ sinh này. Mình sẽ cắt ống thành hai phần. Và lấy một nửa này, mình sẽ dán băng dính vào rìa. Quấn thành một vòng như thế này nhé. Vậy là được rồi. Sau đó cắt vài đường trên băng dính, khoảng cách giữa các đường bằng nhau. Thế này nè. Giờ mình sẽ đặt tay lên bàn và dán ống vào cổ tay. Mình sẽ cần kem che khuyết điểm. Mình sẽ bóp kem lên trên ống. Và mình sẽ dùng cọ trang điểm để tán đều. Mình muốn che phủ băng dính vào ống giấy để tạo màu da tự nhiên đó. Tiếp theo mình làm tương tự với bàn tay và móng tay. Lấy cả phấn phủ nữa nè. Đánh một lớp phấn mỏng nhẹ thôi. Mình muốn làm sáng tông một chút. Ổn rồi đấy. Bây giờ mình cần bút dạ. Mình sẽ vẽ các đường mỏng trên bàn tay. Bắt chiếc hình vết sẹo đó mà. Nhân tiện mình cũng tô màu vào móng tay. Rồi vẽ đường sẹo vào ngón tay nữa. Wow, rất chân thực và rung rợn. Cơn ác mộng đang đến rồi. Ashley sẽ phải im bặt. Tắt đèn để tăng hiệu ứng nè. Hả? Chuyện gì vậy? Mindy, cậu đấy à? Ai? Ai đó? Sao ghê quá vậy? Lùi lại, tôi biết karate đấy. Mi ở đâu? Khoan, gì vậy trời? Chân mình có gì đó? Mi ở đằng sau ta phải không? Hả? Không có gì. Lạ quá đi mất. Chắc do mình tưởng tượng ra thôi. Rung rợn lắm ấy. Tự dưng mất điện. Rồi cái gì đó nắm chân tớ. Ừ, chuyện ấy lạ lùng thật. Chờ chút. Thấy đỡ sợ chưa? Hiu, cảm ơn Mindy. Nhẹ cả người. Không, không, không thể nào. Có thật sao? Hả? Quá thần luôn. À! Gì hả? Bình tĩnh, tay của tớ mà. Thế không, không có gì phải lo lắng cả. Chuyện gì vậy các em? Cái gì? Sao là cậu? Ô kìa, cô tỉnh rồi. Các em làm gì đấy?
không phải em ạ, đó là bàn tay. Cô thấy có hay không ạ? Wow, đó là cái gì? Tớ mới mua váy, cậu mặc chắc sẽ hợp lắm. Cô giáo vào lớp kìa. Chào cả lớp, hôm nay là sinh nhật cô. Ôi, gì đây, chị muốn mở ngay vào luôn. Ủa, sinh nhật cô giáo à? Chúng mình không chuẩn bị quà. Thì sao chứ? Mình phải tặng quà cho cô chứ. Đúng rồi, để tớ tìm trong cặp xem sao. Tớ không thể tặng cô vịt cao su. Không, không món nào ổn cả. Tớ cạn ý tưởng rồi. Cậu từ bỏ dễ vậy đó hả? Ok, để tớ tìm xem sao. Biết đâu tớ có gì đó để tặng cho cô. Cậu xách túi rác đi học đấy à? À, ok, khỏi giải thích. Cô có thích côn trùng không ta? À, không. Không thể để Ashley thấy gấu. Mình yêu bé Teddy. Còn gì nữa nhỉ? Không, tớ chả có gì. Không sao đâu, để tớ gọi điện. Alo. Đâu phải chuyện gì to tát. Cảm ơn chị nhiều. Wow, nhanh như chớp. Thơm ngào ngạt luôn nè. Hoa à? Nhưng hoa đẹp mà. Đây này, ngửi đi. Tớ ghét hoa lắm. Ý là tớ bị dị ứng. Nhưng tớ nảy ra một ý. Tớ sẽ vẽ trực tiếp lên lòng bàn tay. Tớ muốn vẽ một bông hoa. Tớ sẽ vẽ lá và cành hoa trên các ngón tay. Đặt bàn tay trên một nền đen sẽ vẽ dễ hơn nhiều đấy. Tớ đang tạo một tác phẩm đặc biệt. Vẽ xong rồi tớ sẽ tô màu bên trong. Đầu tiên tớ vẫn dùng rất nhiều sơn màu đen. Sau đó tớ dùng màu khác. Tớ sẽ dùng màu trắng bạc để tô cánh hoa, giúp cánh hoa nổi bần bật. Tiếp theo tớ sẽ tô màu xanh cho lá và thêm sắc xanh nhạt hơn để tạo tương phản. Bây giờ tớ sẽ bổ sung các chi tiết nhỏ. Tớ sẽ vẽ nhụy và phấn hoa, tạo thêm chiều sâu. Sau đó tớ sẽ vẽ biển. Vậy là tớ đã hoàn thành. Tớ khá hài lòng với tác phẩm này. Đây mới là hoa tớ thích. Này Ashley, cậu thấy thế nào? Cậu thích hoa đúng không? Hả? Cậu vẽ đấy à? Ừ, rất phù hợp làm quà tặng đấy chứ, phải không? Mình tặng hoa cho cô giáo nhé. Dạ thưa cô. Ơi, gì thế em? Em tặng cô một bó hoa. Thật sao? Tặng quà? Cảm ơn em. Em cũng có quà ạ. Wow, đẹp tuyệt vời. Cô chưa từng thấy bức tranh nào như vậy. Chờ chút, để cô chụp một bức ảnh đã. Cô thích lắm. Wow. Có vẻ cô rất thích. Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất. Tưới nước cấp ẩm là rất quan trọng. Tớ đang muốn đổi kiểu tóc mới, có ý tưởng gì không? Sao cậu lại hỏi tớ? Nhuộm đen là xong. Mà này, sao cậu không thử nhuộm màu vàng ấy? Thôi, không bao giờ có chuyện đó đâu. Cô ơi, chúng em làm gì được ạ? Hả? Ừ nhỉ, để cô nghĩ xem. À, đúng rồi. Có muốn xem cô làm phép không? Bọ rùa lúc nào cũng dễ thương. Bay đi nè. Wow, bọ rùa nhỏ, xinh quá đi mất. Em giống như công chúa hoạt hình vậy. Wow, em cảm ơn. Giờ, còn em thì sao Mindy? À, cô nghĩ ra rồi. Kiểu gì em cũng sẽ thích nó. Quan, từ từ đã. Tránh ra. Nghiêm túc đấy. Cứ đậu trên vai chị nè. Hả? Chuyện gì vậy trời? Ok, chưa thấy chuyện này bao giờ. Úi giờ. Mình nhiều màu sắc. Không, không thích tẹo nào. Mau tránh xa ta ra. Tớ rất thích bướm bướm. Nhìn tớ đã thấy vui rồi. Suýt thì toi. Mình vẫn chẳng có gì cả. Mà chờ một chút. Mình thấy có cảm hứng với bọ rùa. Đừng sợ nhé. Em đứng ở đây nha. Đúng rồi. Tạo dáng đi. Có cảm hứng rồi. Mình sẽ vẽ một hình tam giác. Sau đó vẽ thêm các đường. Giờ thì vẽ một hình tròn xung quanh nó. Rồi vẽ đầu và hai sợi râu. Bọ rùa là phải có các đốm. Mình sẽ tô mực đen vào đốm. Chuẩn rồi đó. Giờ thì chuyển sang màu đỏ thôi. Cẩn thận tô xung quanh các đốm nè. Cố gắng đừng để bị trơm nhé. Màu đỏ thật tươi tắn. Phần thân mình sẽ có màu vàng. Vậy là xong. Bọ rùa của riêng mình. Đẹp quá đi. Cô thấy sao ạ? Em thì thấy rất đẹp. Wow, cứ như nhìn vào trong gương vậy. Em khéo tay quá mình đi. Cô rất ấn tượng. Chúng mình sẽ trở thành bạn tốt nha. Ashley. Này. Hả? Gì thế ạ? Ôi. Cô chờ em một chút. Em sẽ vẽ hình trái tim. Rồi vẽ một đường nối ra ngoài.
đây sẽ là đôi cánh của chú bướm. Tô màu đỏ tươi, vậy là xong. Của em đây, rất xinh phải không? Oh, wow. Đẹp lắm Ashley. Cô may mắn vì có học trò giỏi như các em. Tớ thích bọ rùa của cậu. Tớ mở trước nha. Wow, tớ cũng có nè. Mình chưa từng thấy cây kẹo mút nào to vậy luôn. Đỉnh dã man. Oh, quay bánh xe nào. Ok. Ủa, cái gì vậy? Hả, mình chả thấy gì cả. Oh, vòng quay rừng ở sô-cô-la. Wow, cậu may mắn thật sự. Của cậu này. Wow, muốn thử qua đi. Mình thích sô-cô-la. Ghen tị dễ sợ luôn. Đây chính là món topping đỉnh nhất. Ha, bừa bộn quá à. Đến mình quay bánh xe rồi. Cậu quay đi. Mong là món gì đó ngon ngon. Ôi không. Ồ, bù tạt hả? May mà không phải mình. Của cậu này. Mình ăn đi. Nhất định phải vậy à. Đang chấm nè cả nhà. Ừ, mình không mong đợi gì hết. Cứ thử đi. Ok. Dở ẹc luôn. Ha, mình có thể xem cả ngày luôn ý. Cậu quay mau đi. Chỉ cần không phải mù tạt là mình mừng rồi. Ôi không, nói trước bước không qua. Ha, hành tây kìa. Ha, đến lúc trả thù rồi. Của cậu đây. Nhiều hành tây quá đi. Hay là biến cái này thành cốm rắc. Miệng mình thể nào cũng mùi lắm cho xem. Tiếp tục đi. Ha, ăn đi. Vị thế nào vậy? Sao tụi mình lại làm vậy chứ? Đến lượt cậu á. Ok, tớ cảm thấy may mắn ý. Và đó là trái kiwi hả? Không, là marshmallow. Hả? Nhưng tớ tưởng... Sao cậu làm hay vậy? Marshmallow của cậu đây. Tuyệt, món tớ thích á. Chắc như vậy thì mù tạt sẽ đỡ cay hơn. Nhìn ổn phết nhở. Vị kỳ cục thế nào á? Ừ, sao mà ngon cho nổi chứ. Ừ, cảm ơn. Tụi mình nên lót dạ xíu. Thôi nào, nhanh lên. Từ từ cháo mới nhừ. Chán ơi là chán. Ahem, xin lỗi, trời nào. Ừ, Huê nè. Tuyệt, mình thắng. Wow, nhiều kẹo lắm luôn. Tuyệt. Vị ngon quá. Ok, đến tớ. Xịn, tớ cũng có kẹo này. Tớ thử một phát đây. Khoan, tớ có ý này hay hơn này. Cho tớ mượn nha. Tớ đun chảy kẹo đây. Mùi thơm quá. Cậu nói thật không đấy? Chưa xong đâu nha. Mình cần cọ trang điểm nữa. Xem này má. Tớ sẽ vẽ lên tay. Xinh nhở. Tớ sẽ vẽ thêm chút nữa. Cho tớ xin lại nhá. Mình cũng phải thử mới được. Trông vui quá. Vậy là ổn áp. Mình cần cọ vẽ. Tớ vẫn đang dùng cây này. Xin lỗi. Vậy thì dùng ngón tay cũng được. Cũng để vẽ thôi mà. Tớ thấy cứ sao sao á. Này, dù sao thì tớ cũng đang cố mà. Cậu muốn treo tớ đấy à? Sao cậu dám? Ha! Lại đây coi. Thôi đi. Cậu bắt đầu mà. Xin lỗi. Bạn thân ơi. Được rồi. Tớ cũng xin lỗi. Cậu muốn dùng cọ của tớ không? Có. Ngón tay tớ vẽ xấu quá. Rồi này, đừng di chuyển. Nhột quá à. Đấy, cậu thấy sao nào? Tớ rất thích. Mở của nhau nha. Hồi hộp xỉu luôn. Cái bánh kép này trông lạ lùng quá đi. Để xem mình có gì nào. Tớ có bánh kép màu hồng á. Thêm topping lên bánh nào. Tớ sẽ dùng mứt sô-cô-la. Món tớ thích á. Còn tớ sẽ dùng chút kem. Nhìn nè bà con. Bà cháy luôn á. Mình ăn cái này cả ngày cũng được. Cậu đang dùng cái gì á? Càng nhiều kem càng ngon. Đủ rồi này, nếm thử một chút nào. Mình thích vòng này ghê. Như món ăn vặt vậy. Ok, sao nữa ta? Thế còn sô-cô-la? Nhà sĩ của mình chắc sẽ điền tiết lắm. Mà kệ đi. Tớ sẽ rắc chút kẹo dẻo lên món của tớ. Như vậy là có thêm màu sắc.
nhìn được đấy nha. Tớ muốn cái này. Muốn chén ngay và luôn quá. Mình phải quyết tâm lên. Wow, thể nào cũng ra gì và này nọ lắm. Kẹo bông này, đỉnh của chóp. Cho lên bánh kết thế nào cũng tuyệt vời. Nó mềm mại y như mây á. Cậu muốn ăn thử không? Gì nữa ta? Bỏng ngô. Lựa chọn này tuyệt đấy. Đây là thử thách tuyệt vời nhất. Nè, cho cậu đã bổ. Thôi, không thèm. Bánh quy. Được à nha. Cần giúp không? Tớ ổn. Miệng tớ chảy nước miếng rồi. Mình sẽ xếp nó ở rìa bánh. Muốn ăn quá đi bà con ơi. Mình sẽ thêm marshmallow vào. Cậu có nghĩ tụi mình đang cho nhiều thứ quá không? Tớ sẽ thêm chút cam thảo nữa. Sắp hết chỗ mất tiêu rồi. Nhưng mình sẽ tìm ra chỗ thôi. Ok, đến lượt cậu. Tớ có cốm rắc này. Cốm màu bạc sẽ tạo ra độ tương phản. Bánh kép của mình nhìn hơi tối tăm. Kem không bao giờ là đủ cả. Nói thật đấy. Và mình sẽ thêm chút cốm rắc. Có vẻ là xong rồi này. Wow, trông tuyệt quá đi. Cả nhà thấy sao? Giờ đến phần hay nhất rồi, ăn thôi. Tớ thấy hơi bị khó rồi đó nha. Tớ sẽ cắt như cắt pizza. Chuẩn bị ăn nè. Ăn như vậy trông ngon hơn đấy nhở. Ngon tuyệt. Tớ muốn ăn thêm. Mình có nên mở không? Hai cái kính này nhìn sang chảnh đấy. Không biết có vừa mình không nhỉ? Tớ thấy cũng ngầu ngầu á. Có vẻ chắc chắn phết. Để xem thêm tí nào. Mọi thứ trông khác ơi là khác luôn á. Đó có phải là... Hả? Mình lại thấy rồi nè. Cái bánh đó có phải thật không vậy? Mình không tin nổi vào đôi mắt này luôn á. Ồ, burger siêu to ơi. Quay lại nào. Mong là đầu bếp cho thật nhiều sốt mayo vào đó. Mùi cũng thơm cực kỳ luôn. Thồn bánh thôi bà con. Ăn thế nào bây giờ? Hay là để tớ đổi góc một tí cho dễ nhá. Ủa, cậu định ăn hết luôn à? Trả đây cho tớ. Cái burger biến đâu xử mất rồi. Nó biến vào tóc tớ đây này. Thế thì sao mà ăn được nữa? Nhưng nếu tụi mình tháo kính ra thì chả thấy đồ ăn vương vãi trên người nữa rồi. Đợi đã, tớ mở trước nha. Ok. Và mở này. Xinh thật đấy. Tớ thích hoa hồng dã man con Nga luôn á. Chắc là có người hâm mộ bí mật hay gì rồi. Có khi nào là quà của hoàng tử không? Một lời đề nghị từ tình yêu đích thực của mình ư? Và hai tụi tớ sẽ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau. Trời đất ơi, còn tớ là... Đúng lúc tớ đang cần một cây lược mới luôn. Và nó hợp với quần áo của mình cực kỳ nè. Tóc thề óng à ơi, chị trải em nha. Chờ đã, sao tóc mình cứ dài mãi thế này? Trải mãi mà chưa xong nữa. Wow, tóc mình dài kinh khủng luôn. Chắc cây lược này có phép thuật gì rồi. Công chúa ơi ơi. Wow, em là tình yêu đích thực của ta đấy. Trả lại đây. Của em này. Đáng ra mình phải là nữ chính ngôn tình mới đúng chứ. Yếu quá đi không biết. Chống mắt lên mà coi mái tóc tuyệt vời của chị này. Hả? Mấy lọn tóc mỹ miều của mình đâu mất rồi? Xin lỗi gái, tớ hơi đói ý. Được rồi nhớ. Trời ơi, tớ sẽ ăn sạch hoa của cậu luôn. Ok, đừng có vội chứ. Lần này tớ sẽ mở trước. Quả dừa này siêu to khổng lồ luôn á. Nhưng tớ đâu có con dao nào đâu. Gì vậy? Làm sao mà cậu ăn nổi quả dưa đó? Chờ chút nào, tớ chả cần dao kéo gì hết. Nỗi đau trong tớ đã hóa thành con dao sắc nhất, đủ để cắt bất cứ thứ quả nào. Má ơi, cắt nè. Xong chưa không biết? Quả dưa ấy bị cái gì vậy? Thịt dưa đen thui luôn. Chính là màu tớ thích nhất đó. Cắt dưa thôi. Ha! Miếng này quá xá hoàn hảo luôn. Tớ cá chắc là sẽ ngon xỉu cho xem. Chén đây bà con. Ok, thế tớ mở nhá.
Mày cái này là sọ người à? Chắc không phải đồ thật đâu nhở? Rụt cái tay lại, món của tớ mà. Lại đây với chị nào đồ ăn. Đừng sợ cái sọ người nho nhỏ này chứ. Món này ngon hết sảy luôn á, thích quá đi. Có chuyện gì thế không biết? Emma ơi, người tớ cứ giật giật hết cả lên. Tớ hãi mấy cục kẹo này lắm rồi. Kela, để xem vòng này là món gì nhé. Dã man, donut nè, ôi vui quá, xá là vui. Tớ thích ăn sáng bằng donut lắm, mà chiếc bánh này trông thơm ngon ghê. Nhìn có một rắc nữa nè. Alo, alo, xin chào các cháu. Lão cầm món này nè. Hả? Không biết là cái gì nhở? Ông ấy đi rồi, chắc là phép thuật phù thủy á. Thế, tớ mở và đổ nó lên bánh donut của tớ đây. Xem nó lóng lánh chưa kìa, tớ thích kim tuyến cực. Wow, donut của tớ siêu to khổng lồ luôn. Còn chờ gì nữa, tớ làm một miếng luôn đây. Hay đấy, cắn to phết, mà ngon không? Đang ăn mà hỏi cái gì? So với bánh của cậu của tớ nhìn chán ghê. Ước gì bánh của mình cũng to đùng. Tớ sẽ yêu thương và chiều chuộng ẻm, luôn giữ trẻ ấm áp và tươi ngon. Ít nhất là đến khi tớ ăn, chắc cũng sẽ ngon xỉu luôn. Giấc mơ này tuyệt quá. Chà, tớ cũng rắc kim tuyến lên donut của tớ đây. Chắc chắn đây sẽ là chú donut ngon nhất quả đất. Gì? Công bằng ở đâu cơ chứ? Trời đất, hài xỉu luôn, nhỏ xíu xiu kìa. Cậu vui lắm phải không? Này thì cười nhé. Ơ kìa, nhìn này bà con. Giờ còn to hơn nhá, vừa làm ghê. Cậu không nên cắn đâu bạn mình. Ôi là trời. Thôi, tớ ăn chiếc này đây. Trời, mình nhớ em donut quá. Nhường cậu đấy. Bánh kẹo mút, nhìn đẹp quá nhỉ. Trông ngon thật đó. Tớ ăn đây. Tuyệt vời, có hương quả mọng ý. Wow, cậu thốn trong một nốt nhạc luôn kìa. Tránh đường nào, mị phải chén tắc. Ủa, sao cậu không mở đi? Câu hỏi này hợp lý đấy, để xem nào. Má ơi, tớ có sủi cảo nhỏ xinh nè. Wow, nhìn ngon xỉu quá, cho tớ thử một miếng với. Mơ đi, cậu có chia bánh cho tớ đâu. Rồi, cứ thốn hết đồ ăn của cậu đi. Mình thích sủi cảo, một trong những món tớ mê nhất đó. Úi giời. Đủ lắm rồi, chiến đũa nào. Bé này là của tớ. Wow, bay cao quá vậy. Cần lâu nhỉ. Cứu được rồi, mà đâu nhỉ. Kìa kìa. Ok, cố lên sủi cảo đến với anh nào. Tới rồi đây, tuyệt, hạ cánh cực hoàn hảo. Wow, xứng đáng điểm 10 nha. Ê này, tránh xa sủi cảo của tớ mau. Biết rồi, tớ không trông trẻ nữa đâu, của cậu mà. Xuất sắc, thưởng thức thôi. Wow, nhìn ngon thật sự đấy. Thì ngon thật mà, rất vừa miệng. Cậu check đi. Thôi cậu đi. Cậu á? Cậu đi. Được thôi. Wow, chắc không phải run thật đâu nhở. Nhìn này, lũ run có phủ đường á. Wow, mấy cái sợi này dài dễ sợ. Càng nhiều đường càng thích. Trông ngon à nhá. Vị cam thảo đó Britney. Tớ tăng tốc đây bà con. Chuẩn không cần chỉnh. Mà cậu có gì á? Ồ, cái này xinh xẻo ghê. Ai lại không thích thần lùn cơ chứ. Tớ thì mê cực. Nhưng mà ăn thì...
là cây đựng kẹo mút hả? Của tớ đây nhé. Wow, nhìn tóc cậu kìa, để tớ thử thêm phát nữa. Cái này hay thật đó. Hoa tươi nè. Tự nhiên tớ thấy sang chảnh hết sức luôn. Nhờ mỗi cái kẹo nhỏ xíu này à. Cô ấy làm kẹo của mình chán nòm rồi. Trừ khi mình có ý tưởng này cực hay luôn. Nhìn giống tóc hết nhỉ. Còn gì nữa, chuẩn, tớ làm đây. Xịn thế. Không biết mình cần bao nhiêu nhỉ. Tiếp tục đi. Cái cuối cùng nè, xong rồi. Thích không? Vừa ngon vừa săn như diva nha. Thế là giờ lúc nào tớ cũng có đồ ăn vặt luôn. Tớ cảm thấy mình như siêu sao nhạc rock á. Là một miếng kẹo xem nào. Sờ tay một cái là có đồ ăn rồi nè. Thông minh thật sự. Cho tớ miếng. Cảm ơn nha. Ngon muốn khóc luôn. Chứ còn gì nữa. Cho tớ vài miếng nữa thôi. Khi cậu đã bắt đầu rồi thì chẳng thể dừng lại được đâu. Ai cũng mê bộ tóc mới của tớ luôn á. Đã cái miệng ghê. Hình như tụi mình ăn nhiều quá rồi. Sao lại thế? Tóc tớ. Chắc sẽ mọc lại nhỉ. Nhưng mà đây có phải là tóc thật đâu mà mọc. Cậu ổn không thế? Xin lỗi nha. Tự nhiên tội cậu ấy ghê. Yên ra thì tóc mình vẫn xinh. Sẵn sàng chưa? Tuyệt quá đê. Của tớ là hương coca hả? Chén nhé. Lắc lên nào. Cái này giống tập thể dục ghê. Xong. Còn của tớ thì sao? Hiệu quả thật nè. Lạnh như băng luôn. Của tớ cũng thế. Chán liền đi không chảy hết bây giờ. Xin chào đằng ấy. Nhìn mắt lạnh quá đê. Của mình thì bon appetit. Kỳ thật đấy. Trời ơi, món này ngon muốn khóc luôn. Đã miệng quá. Nó là mình cảm thấy có siêu sức mạnh à. Cứ như chả còn ký nào ấy. Hả? Thật luôn này. Vụ này vui nhé. Mình còn di chuyển được gì nữa nhỉ? Ngon thật sự luôn. Cậu có thấy gì sai sai không Claire? Để trò này vui hơn thì... cẩn thận chứ. Đến lúc dùng đại bác rồi. Dừng lại đi Britney. Hả? Claire? Thôi kệ cậu. Vui thế nhỉ? Cái gì? Mình còn sống không? T-Rex kìa! Mình giành trò này rồi. Mấy bé đồ chơi này giống những người bạn tí hơn á. Kem của mình chảy hết mất rồi. Thế là mình không còn siêu sức mạnh à? Chán thật đấy. Sẵn sàng chưa? Kéo búa giấy. Kéo thắng giấy nhé, tớ mở đây. Đây là dâu có màu bạc á. Nhìn đỉnh thật sự, không biết có phải kim loại không nữa. Chỉ có một cách để biết thôi. Bắt đầu nào, đã đến lúc chén một miếng rồi. Ok, là trái cây và siêu ngon luôn. Thật hả? Trái dâu này đúng là hảo hạng, còn đỉnh hơn mất trong kẹo dẻo của cậu nữa. Thế thì cho tớ thử với nhá. Mơ đi. Một miếng thôi. Ủa, đã nói là không mà. Vậy đấy, tớ có mỗi ba trái thôi, là của tớ hết. Cậu thấy không, giờ hết sạch rồi. Cái gì vậy? Tớ ăn hết luôn rồi. Hay cậu mở luôn đi. Được rồi, sao cũng được. Đổ lợn mê dâu. Trời đất, tớ có cả cái đĩa kẹo bông này. Là cả đám mây á. Cực kỳ mềm mại luôn. Tớ mê kẹo bông lắm. Được nha. À này, tớ có cả một chai nước nữa. Chắc là nước có ga nhỉ. Biết sao không, chắc tớ sẽ đổ nước này lên chỗ kẹo bông. Triển ngay nào, kẹo chảy ra kìa. Nhìn này, có kẹo nằm bên dưới luôn. Tuyệt, tớ thích kẹo lắm. Thử thách này đỉnh quá. Là vị sinh tố luôn đây. Đến lúc mở cái túi này và lấy chút kẹo ra nhấm nháp rồi.
thôn vào miệng luôn này. Đỉnh, ăn hết luôn, cho kẹo vào miệng tôi đi nào. Wow, kẹo ngon bá cháy luôn đấy, quá tuyệt. Nhìn hơi bị đã nhỉ. Ủa, cái nút này ở đâu ra vậy? Có chữ kẹo hồng, cậu nhìn thấy không Leo? Tớ nhấn nhé. Chả biết, có khi nguy hiểm đấy. Ừ, đời được có một lần thôi, để xem có chuyện gì nào. Thêm kẹo bông này. U là trời, cậu có cơ hội thứ hai luôn. Chắc chắn bên dưới có kẹo cho xem. Đến lúc đổ dung dịch lên kẹo bông lần nữa rồi. Chuẩn luôn, lại có kẹo ở bên dưới. Khoan, đây không phải là kẹo. Là nước trái cây. Đúng lúc tớ đang khát luôn. Sao cậu được nhiều đồ ăn thế? Ngọt và rất đã khát đi. Giờ bấm nút tiếp thôi. Xịn, lại kẹo này. Chén ngay thôi. Nữa nào. Kẹo nổ, thêm kẹo dẻo vào miệng thôi. Phải làm kẹo bông chảy tiếp mới được. Nhâm 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 nhâm. Nhiều snack quá đi. Pocky ngon xỉu. Không thể nào. Nguyên một ống bim bim luôn. Tớ thích mấy món mặn mòi lắm. Được thật sự. Đừng mà Claire, vậy là đủ rồi. Tớ nghĩ cậu nên nghỉ đi. Ok, cậu nói đúng. Đùa trước thôi. Đừng. Nghệ thuật có muôn hình vạn trạng. Điều quan trọng nhất là bạn có nguồn cảm hứng. Mẹ vẽ hay nhất của bạn là gì? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay như thế này.